Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip ngày hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn và đưa ra phương án khắc phục cho bà con về tình trạng mà bao bút chúng ta bị sương muối và bị mưa ở vào giai đoạn đó là ngày mùng 3 Tết 2018. Thì cái vào sáng cái mùng 3 thì bà con để ý cho mình nha. Đầu tiên mình nói về cây bơ bút mà nó đang ở nậu mà gặp sương muối và gặp mưa. Với những cây bơ bút á, mà gặp sương muối ở nậu nha, nậu mình nhắc lại là nậu chưa phân tầng, như trên hình này là phân tầng rồi. Thì những cái bơ bút này gặp sương muối và gặp mưa phùn nhỏ nhẹ ở địa bàn Buôn Hồ Đắk Lắk á, nói riêng á. Thì vào sáng đó thì tầm khoảng cỡ 5 giờ sáng bắt đầu hiện trạng sương muối rất là nhiều. Nên những cây bơ mà đang ở nằm nậu á thì tất cả hoàn toàn nó đã phát độc non. Thì cái vấn đề gặp sương muối á thì nó phát độc non này là bà con chúng ta không biết trước được, nên cái hiện trạng khắc phục nó bị chậm lại. Vì dự kiến vào ngày 29 Tết á, 30 Tết á là sẽ có một đợt bão, nhưng mà cái đó là không bị ảnh hưởng, trong Buôn Hồ bị ảnh hưởng sơ nên là bị mưa đó. Thì cái đó là sẽ rơi vào trường hợp vào mùng 3 luôn, trong một ngày mùng 3 hết là ở địa bàn Buôn Hồ á là bị sương muối hết. Thì mình nhắc lại bà con á, những cây bơ bút mà đã bị rơi hình trạng là phát đọt á, cái nụ thành cái đọt á, thì chúng ta hết phương án khắc phục được. Nhưng để mình nhắc nhở bà con vào những cái vụ tới á, là bà con nên phun thuốc chặn đọt trước cái thời điểm mưa phùn hoặc là sương muối đó được 1 ngày đến 2 ngày, nói chung phun trước đó được 2 ngày thuốc chặn đọt á, thì cái gì tình trạng mà nó diễn ra cái phát đọt đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đó là cái phương án mình khuyên cho bà con. Vì cận ngày đó là ngày 30 Tết nên mình không thể hỗ trợ bà con được sớm, nên clip hôm nay mình sẽ quay và nói rõ bà con về hiện trạng mà phát đọt như thế. Thì cái vấn đề mà phát đọt này á, nó có rất nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất á, là nụ về cái cơ chế bình thường nó không ảnh hưởng giữa sương muối và mưa. Thì bà con chúng ta là chưa xiết nụ già, nụ chưa đến thời điểm mà chúng ta tiến hành tưới nước. Thì một số bà con chúng ta bị ảnh hưởng á, là do chúng ta trồng xen với tiêu á, thì bà con tưới nước thì toàn bộ những cái nụ này á nó thành đọt hết, vì đọt nó chưa có già nên bà con phun vào nó thành đọt hết. Nên bà con lưu ý cho mình nha, để rút kinh nghiệm vào những cái vụ sau là bà con nên phun thuốc chặn đọt cho mình để tránh tình trạng mà nó phát đọt non và nó phát chồi ở trên cái nụ đó. Đó là tình trạng. Còn quay lại clip này mình nhắc nhở bà con á, là những cái vườn á mà bị sương muối mà đã phun thuốc được cái nano canxi và nano sao lắc á trước cái thời điểm mà bị sương muối này á, thì bà con cứ yên tâm đi, sẽ không bị ảnh hưởng gì, vì bà con đã phun được cái canxi của mình á, thì vì nó là nó có cái tính là chống sương muối nên nó rất là hiệu quả, nó không bị ảnh hưởng gì. Thì nếu mà có mưa nữa, sau mưa thì bà con nên pha tỷ lệ cho mình là một chai canxi đó, bà con pha từ 300-350 lít nước và con phun sương mù trên đó. Nếu mà có nấm khuẩn thì bà con xử lý nấm khuẩn cho mình luôn nha. Mình lưu ý lại nha, một số bà con chúng ta phun một số loại thuốc hóa học hay một số loại thuốc nó không thích y với cái giai đoạn mà phân tầng này á, thì có thể là hư hại đến hoa, đến bơ. Nên bà con mình lưu ý á, nhắc nhở bà con là phải lưu ý thận trọng, phun đúng loại thuốc, đúng thời điểm của cái bơ, để tránh tình trạng bà con phun không đúng loại thuốc á, để khi phân tầng á, bà con phun vô sẽ gây hại đến hoa, có thể là vàng hoa và rụng hoa, có thể là cháy luôn cả cánh hoa. Cái đó là mình khuyên bà con nha. Thì với cái tình trạng mà sương muối như thế này thì bà con chúng ta không ai muốn hết, nhưng bà con chúng ta nên có những cái phương án phòng và đặc trị nó, để khi mà chúng ta gặp tình trạng sương muối bà con có khắc phục nó hiệu quả và cao hơn. Thì clip này mình quay cũng rất là kỹ và chi tiết, bà con xem á, toàn bộ những cây bơ này á, nó đang bị sương muối hết, bà con thấy không, trên bề mặt lá rất là nhiều sương. Thì cây bơ bút hiện tạng á, thì hầu như bà con đều biết á, tất cả các loại cây bơ bút á, thì tới giai đoạn thời điểm mà rụng lá buộc nó phải rụng thôi. Nhưng cái vấn đề mà rụng lá mà nó phát đọt non á, thì giữa cái bơ thường và cái bơ bút nó có hai quan điểm khác nhau hoàn toàn. Là bơ bút có thể là nó ngậm luôn được cái ngọn non đó, để cho khi thời điểm mà nó xả nhị xong á, thì cái đọt non nó mới phát. Thì nếu mà xả nhị xong á, trái mà lớn hoặc đọt xanh á, mà phát đọt á, thì cái đó rất khắc phục rất là dễ. Bà con phun chặn đọt cho mình và phun canxi cho mình, canxi bo cho mình, cái đó vấn đề rất là dễ. Còn nếu như mà nó vừa đọt mà vừa xả nhị cùng một lúc á, thì cái vấn đề này nó rất là quan trọng. Thì một á, là con nên phun cho mình cái bóng lá để cho cái nụ, cái ngọn á, cái ngọn trên cái nụ hoa á, nó già trước đi. Vì sau khi nó xả nhị xong á, thì nó sẽ không gây hình trạng tranh giành dinh dưỡng nữa.
Thì tất cả cái bơ bà con đều biết rõ ràng á, bà con đều biết á là đều phải, nói chung là đều phải rụng lá già để mà phát cái lọc mới, thì tất cả cái bơ đều như thế. Nhưng mà bà con có phương án khắc phục cho mình á, có nghĩa là nếu mà cây bơ của bà con á mà bà con giữ ẩm được á, giữ ẩm từ lúc mà bắt đầu phân tầng phân hôm ho luôn, giữ ẩm mà lá nó còn xanh hết á, thì mỗi vườn chúng ta có những cái phương án mà chăm sóc riêng, nên những cái lá già có thể nó xanh luôn. Nếu nó xanh được lâu á thì khi mà lúc có phân tầng và xả nhị xong á, xả nhị xong á, bắt đầu nó rụng lá già nó phát lọc non, thì lúc đó bà con khắc phục rất là dễ. Nó chỉ khó một cái cho bà con hiểu rằng là vừa phân tầng vừa xả nhị vừa phát lọc non cùng một lúc, thì cái đó rất là khó. Nên mình sẽ hướng dẫn bà con từ từ, từng mỗi giai đoạn, đối với từng vườn nó sẽ có những cái phương án khác nhau. Hầu như bà con đều rơi vào cái trường hợp đó là rụng lá già, phân tầng và phát lọc non luôn. Thì cái này là do thứ nhất là chế độ phân bón bà con không hợp lý này, cái thứ hai nữa là chế độ nước nó không hợp lý, và cái thứ ba là tùy vào cây bà con chăm sóc thì tới thời điểm chắc chắn nó phải rụng lá già và phát lọc non. Thì mỗi vườn có một cái cơ chế riêng, thì mỗi cơ chế mình sẽ đưa ra những cái phương án khắc phục riêng. Còn với clip này á thì mình sẽ nói chung cho bà con về cái vấn đề mà sương muối, cách phòng và khắc phục hiện trạng sương muối này. Thì mình cũng nhắc lại nha, nếu bà con gặp hiện trạng sương muối như thế này á, thì bà con ai những ai đã phun trước thuốc á thì không sao, và cái thứ hai là để rút kinh nghiệm cho những năm sau thì bà con nên phun thuốc chặn đọt cho mình trước khi thời điểm bị mưa và sương muối được 1 đến 2 ngày á, thì bà con sẽ tránh được cái tình trạng mà cái nụ ho nó phát thành cái ngọn và cái chồi. Thì rất nhiều nông dân của chúng ta á bị tình trạng này, thì cái phương án đều bà con không biết đó, đó là sương muối hết á, bà con không có để ý. Nhưng toàn bộ là sương muối nó rơi vào hiện trạng là sáng sớm hết. Thì bà con khi ngủ dậy á, ra thăm vườn chúng ta thăm rất là muộn, 8 9 giờ bà con mới ra, có người là trưa mới ra thăm. Thì vài hôm sau á thì hỏi đâu có mưa đâu có nắng gì đâu mà tự nhiên phát đọt, thì đó là cái nguyên nhân là sương muối. Thì bà con để ý với mình đó, nếu sương muối càng nhiều thì tỷ lệ phát đọt non nó càng cao, còn sương muối mà ít á thì dẫn đến nấm bệnh nó lại phát tán rất là nhiều. Thì qua cái clip này á, mình cũng nói rất là chi tiết cho bà con về cái tình trạng mà sương muối vào ngày mùng 3 Tết 2018. Thì bà con biết được vì mình đưa ra cái thời gian mà mình bận gần cuối năm quá, mình bận quá nên không có thông báo kịp cho bà con. Thì bà con cũng hay phải theo dõi những thông tin thời tiết và gọi cho mình để mình đưa cho bà con những phương án khắc phục kịp thời, để tránh tình trạng mà bút nó thay đổi vào thời tiết, vì cái thời tiết này nó quyết định hầu như là 20 đến 30% về cái năng suất của bà con, có thể nó quyết định là 50% luôn nếu mà ở giai đoạn 1 rồi nha. Đó là mình nói ở giai đoạn 1 á, chứ mình không phải là nói tất cả giai đoạn. Vì những bà con nông dân ta đã nở ở giai đoạn 1 này thì bà con cũng yên tâm rồi. Vì sương muối nó rơi tình trạng này thì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu hết á. Còn những bà con nông dân á, rơi vào trường hợp 2, xả nhị phân tầng đợt 2 á, thì bà con chúng ta bị mắc rủi ro đó là bị phát đọt non hết. Thì những cái nông dân ta bị phát đọt non thì cái này thì đợi năm sau thôi. Còn nó đã phát mà không có ho thì chấp nhận, vì thứ nhất là nước, thứ hai là sương muối và mưa phùn. Thì tại địa bàn Buôn Hồ như mình nói ở ban đầu bà con xem á, thì Buôn Hồ vào một chiều lúc từ 1:30 đến 2:30 là có hiện tượng là mưa phùn rồi. Thì cái đó mình nhắc nhở là bà con, để bà con có những phương án và những cái cách khắc phục của riêng mình. Thì mình cũng nhắc lại là bà con nên xem kỹ về cái thuốc của mình phun. Thì một số nông dân chúng ta có điện về cho mình á, thì nói là phun cũng Casibo nhưng mà phun một số dòng thuốc nó không có hiệu quả cao, gây ảnh hưởng đến hoa và ngộ độc hoa, hiện trạng cháy hoa và rụng cánh hoa luôn. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video ở bên trái cây thường Bộ Lắc. Mình sẽ quay từng trường hợp và từng giai đoạn cho bà con xem. Thì hiện tại là hoa đợt 1 bắt đầu tầm khoảng 10 đến 15 ngày nữa tiến hành xả nhị. Sau khi xả nhị xong, mình sẽ quay cho bà con xem clip về cách xử lý phun đậu trái và chặn đọt như thế nào cho nó hiệu quả. Xin cảm ơn bà con ạ, đã quan tâm và theo dõi.